Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Hết quyển thứ 343.